Em mà Tuấn hát thì đã hát trên đôi KS được rồi. Nhưng clip này em Tuấn sẽ test cho bác nghe cái chất âm của đôi này xứng đáng đồng tiền mà nó giá lại rất là mềm bác nhé, 6,9 triệu đô la KS này. Tại sao nó lại hay như vậy? Tại sao nó hay như vậy thì các bác nhìn này. Cái thông số của con KSCD12 cộng này, nó công suất xuất mắc của nó là 2000W bác. Mắc là 2000W. Nhá. Độ nhạy của nó lên đến 99 dB và 129 dB. Nên do vậy mà nó ghép cái giải ra rất là thích và đặc biệt là ngốn công suất ít. Em test rồi, mức giá 6 triệu 9 một đôi này. Đôi này em không tháo cái căng, sau đây em mời các bác vào bảng test, em đánh cho bác này. Các bác nghe cái lời tép nó ra không chói một tí nào luôn. Em đứng ở đây em quay em cảm thấy tiếng tép nó rất là dễ nghe, nghe nó không bị chói. Mặc dù em đưa hẳn cái máy quay gần vào cho các bác xem đấy, điện thoại ấy. Mời các bác nghe tiếp nhé. 6 triệu 9 một đôi này mà các bác còn bác chú ý của em là tất cả những dòng loa ấy thì ở trên thị trường bây giờ nó nói tóm lại nó nhiều loa lắm. Loa nó bạt ngàn luôn, không thiếu gì là loa cả. Nhưng các bác nào là người chơi người tiêu dùng thông thái thì các bác cứ tham khảo những cái trang bán hàng, các bác ấy bán lâu dài rồi, gần thì mua ở gần được, không nhất thiết phải mua của em, nhưng mà tiền là của đấy, đừng có ham rẻ quá nhé. Những đôi loa hàng xịn không có lý do gì mà 3 4 triệu đâu các bạn, trừ nó bị vỡ bị nát hoặc bị làm lại, chứ còn đã hàng xịn thì ít nhất cũng phải 6 7 triệu trở lên nhé. Mời các bác nghe tiếp. Em đang đánh nó ở trên con loa vang DTD Acoustic model mới nhất 228, model này vừa ra xong. Con này hát rất là hay luôn. Bác nào đến đây trực tiếp mà thử thì còn phê nữa bạn. Mời các bác đến thoải mái trực tiếp nhé. Những bộ này nó chỉ trên chục triệu, dưới 15 triệu, trên chục triệu, cả mic có dây luôn bạn. Xin phép tạm dừng tại đây nha bác nhé. Đôi loa 6 triệu 9 có âm ly mới đẩy mới vang bên em có nhiều lắm, nó tùy theo từng cỡ. Nhưng loa em muốn giới thiệu cho bác là các bác hãy là những người tiêu dùng thông thái nhé. Chứ bây giờ loa bán tràn lan lắm, đừng có tham rẻ. Tham rẻ về nghe nó đau tai, xong là chỉ muốn đổi loa một lúc đấy bỏ nên nó phí lắm, làm đi làm lại tự nhiên cứ độ đi độ lại bộ bộ loa nó tốn tiền lắm, xót tiền. Chào các bác.